cái nó nói mẹ mẹ giờ để con nói cho ba mẹ nghe này. Ba mặt một lời. Ba một lời ha. Ba mẹ ở với ba mẹ có bỏ ba được không? Có thôi ba được không? À. Mà mẹ kêu con bỏ anh nuôi. Dạ. Mà tôi nói tôi tức tôi nói ai vậy mày nói. Ừ. Nó làm thinh nó không nói gì chứ. Mày nè. Đứa này nó mới khai. Ai dạy ai chị Đại nói. Cô Hồ Phê đó. Cô Hồ Phê ha. Ờ, bà nói đó. Cô Hồ Phê đâu? Bà nói ba mẹ con bỏ nhau được không? Rồi về nhà nói mẹ cầm mẹ. Ờ. Nó lại cầm luôn. Không rồi. nhớ cái câu đó hay ha. Hay ha. Ngồi sát vô đi, đã bóp vai rồi, làm sát dâu kỳ vậy trời. Dâu lâu lâu mẹ chồng quá rồi, đóng bóp cho mẹ chồng. Bởi vì không có hiếu bà rồi bắt ông nu lên, bà gả chỗ khác phải rồi. Thôi. Ngồi đi. Có nghe nè. Có nghe không? Nghe nè, ở đây thì nó ở đây đi. Nó đi cậy nữa. Hồi nay có bà, tôi kêu bà. Không cần. Tôi mở nước tôi vợ nha. Ngon. Nè. Gắn vô đó luôn đi. Dẫn vô. Bóp cái đó, bóp cái chân á. Nó mượn quắn qua. Ê, nó nghe nè, một hơi là ăn đòn đó. Nó gọi đó, mình mẩy mà cát không đòn nội. Nghe không? Thì là đi uống cà phê ha. Nó không nguyên bọc lên. Uống cà phê, ta chỉ câu đó đó ha. Về nói với mẹ chồng ha. Ừ. Nói lúc đó chắc là mẹ chồng nghe, mẹ còn xúc động, mẹ chồng khóc luôn. Đâu mà bữa nay con dâu tôi nó nói câu này nghe. Đó là hết hàm. Hết hàm luôn hả? Hết hàm. Dâu hết hàm. Đúng không mẹ? Đúng không? Dâu hết hàm. Dâu này chua quá kìa phải không? Hay là dâu ngọt? Dạ. Dâu ngọt hay dâu chua? Dạ. Dâu chua hay dâu ngọt? Chua. Làm dâu chua hay ngọt? Chua. Chua. Chua ha. Có làm dâu gì đâu mà chua. Chua. Sướng chết luôn. Mẹ chồng ở bên kia mà. Mẹ có căng rồi. Rồi có mấy anh nha. Ừ. Anh muốn cấp với mẹ chồng của ông. Chứ là cấp mẹ chồng cũng đỡ đi. Thì mình sao đi mấy chú ơi. Mẹ chồng giúp có nữa kìa. Biết lo quá ha. Yeah. Bà mẹ khổ hơn nữa. Bà mẹ khổ hơn nữa. Có gì giúp ba mẹ cầm đi. Có một cái gì nè. Ví dụ bên đây mà ai cho gạo đó. Cái nụ điện nó nói mẹ bển còn gạo ăn không. Có biểu nụ sắp gạo qua cho mẹ ăn không? Biết lo ha. Không biết lắm. Nhưng mà có một cái. Tôi nói với mấy chú là chỉ là nó có cái ấy lên. Nó khùng khiệu thì tôi mới nói. Tại vì cái số của con mình nó vậy rồi. Thành ra bây giờ á. Đủ đi thì nó không đi. Đó. Mà giờ ta coi mấy cái clip này rồi ai ta cũng nói thật tại chứ bây giờ bà đừng có đưa chữ mình nuôi mình cứ làm mà thầy khỏi làm chú con tôi thấy rồi là chữ mày dưới lắm cái điện cái chữ giờ tự nhiên lấy mở này ha đó mình thấy con mình cũng đâu có tệ con vợ trước tôi nói đó mấy chú thấy đó Trung Quốc à Trung Quốc Trung Quốc nè kìa con vợ trước ta kìa thấy đẹp trai thấy ghê không sao nói Trung Quốc con cha đó con cha mua bánh kêu mua bánh ngọt ngọt với mẹ đi ngọt vụ đó ngồi xích qua với mẹ chồng đi cái gì không thích mà hả ai không thích mẹ không thích hả ừ. Ngồi gặn lại bắp vai hung mẹ chịu liền cái gì phải làm thì từ phải làm dâu mà làm dâu miền cây có món khác rồi có mấy khác rồi cái gì có mấy khác rồi cái gì có chứ ăn thủ chứ cái gì? Hủ gì trời? Thấy thằng Hủ chứ đó, đúng rồi. Làm quen với thằng Hủ Trung Quốc. Vậy là có quen người với thằng Hủ rồi phải không? Ờ, quen rồi. Rồi đi cuốn đồ đi chỉ ở. Hai. Nó có vợ đi. Vợ nó dưới kìa. Vợ đi dưới kìa. Đứng núi này mà trong núi nọ đi cuốn đồ đi chỉ ở. Hãy là cô à. Cô. Cái này bị mẹ chồng đuổi rồi, làm sao giờ? Đuổi rồi, không có đi coi con trai vợ. Rồi đi dọn đồ đi. Dọn đồ đi. Có lần. Nhà cô. Rút đồ ra ngoài thì cũng rơm. Không vô lại à. Dạ. Yeah. Đủ đi rồi đảo vô lại hả? Dạ, đủ đi rồi tôi giục con áo ra ngoài thôn luôn. Rồi ôm ngạo chạy vô. Quá thương anh Long mà bỏ không được hả chị Đại? Lúc đó nói sao chị Đại? Mẹ chồng giục đồ rồi lúc đó nói sao? Năn nỉ mẹ hay sao? Năn nỉ lại. Con không nhà không cỡ. Ba mẹ đi làm thì cao quá à. Không nhìn thấy bụng. Ừ. Ấy là mấy cô à, ấy mấy cô em nó mừng lắm, có lý lại mừng lắm, phải vui phải coi.
Tức là nói với mẹ chồng ấy, con không nhà không cửa, đừng đuổi con hả mẹ ơi hả? Vậy luôn hả? Trời ơi. Trời ơi, tội nghiệp không? Câu luôn đó. Tu luôn hả? Câu luôn hả? Câu luôn á. Công chuỗi này hình như bữa hổm không thấy, bữa nay mới đeo cái gì vậy? Phải không? Cứ kia gà, cứ mà cắn. Mới nghe này đeo, cái nào đeo, còn mấy thì bỏ ra cái gì đeo gì vậy? Cái giống cái gì nữa. Cái cò rồi, phải giữ con ca đi. Cái cò, phải giữ con ca. Con ca, cò. Này giữ con ca mà. Chuyện luôn ha. Cái đó không tiền, đem đi bán đi. Gì? Cái đó là sự dây chuyền đó. Dạ. Không biết trên. Biết chưa ha? Không biết, không biết. Sao à? Ủa, cái gì? Cái chú ơi, cái gì quay mẹ không đi? Không, mẹ con hỏi không quay mình mày được rồi. Nói chuyện với mẹ có thầy, mẹ về mẹ, mẹ đang khổ đó. Quay không, cái chú giúp mà quay mình đại không nó. Đừng ngọn nữa hả? Giờ hỏi là mấy chú đi có gì nè, rồi làm gì có tiền mà để giúp cho tôi được đạn nữa. Cái là nhờ giàu được quá. Tất cả là nhận giàu được hả? Thôi cần đây quay đi hả cánh. Quay đi hả cánh nè. Cái gì cũng khôn lắm chứ. Khôn bà cố. Khôn mà. Đại này ai nói chỉ khôn đâu. Khôn bà cố. Ở sau bữa đó mình đi quay kia người ta nói mình ba cạn vậy. Ba cạn là mất cái nhớ nè. Cái bữa cái cô bên kia đó nó có nhớ rồi. Hôm nay nè, thấy chú ơi, cũng cảm thấy thấy bụng đây. Thế này có giấy hết trơn á. Có giấy luôn hả? Giấy gì? Giấy cầm thằng. Giấy mấy tấm? Con cắm rồi bà. Có giấy cầm thằng luôn hả? Có. Có giấy luôn hả? Thứ hai mình đi nữa rồi. À, có giấy cầm thằng lâu chưa? Có rồi. Bao lâu rồi? Lỡ tay nói gì móc giấy cầm thằng ra tôi. Ờ, nói là mình không rồi đó. Mình không rồi đó. Không gì đó. Mẹ cứ ổng chiếc cái gì cao thì nói lên mẹ. Đâu. Đã rồi đó, gì đã rồi đó. Đây nè mấy chú giúp cho cắt được cái đầu rồi phải sạch sẽ chiều phải tắm rửa. Để khô kinh cái đầu như con vậy nè cô. Chịu không chịu cắt cái đầu như chú không? Chịu cắt cái đầu giống. Cậu đó năm 500 kìa. Cắt cái đầu 500 đó. Ờ rồi. Bữa rồi cá độ mà sợ ông Long ông la đó. Chị sâu nhớ trơn á không nhớ luôn. Nó thôi để chồng mà đánh mà mới công đủ thừa YouTube. Làm liền mà. Ra hết mình. Sẽ hỏi mẹ chồng bây giờ có cho hết cái đầu chọc về không? Không, bảo bảo quấn thêm nữa. Biết hả, biết hả. Nói thêm luôn hả? Nói dữ lắm, cái gì cũng trả lời. Khôn lắm đó. Hay á. Khôn ba da. Biết cái ông đang cầm cái cưa đó là biết ai không? Biết không à? Ba chồng. Ba chồng ha, ba chồng ha. Ba chồng. Ba chồng. Ba chồng. Sáng giờ có hỏi không chưa? Ông bà có hỏi không chưa? Ba chồng. Sáng giờ cha chồng mẹ chồng qua có hỏi không? Để con lên nó kêu khủng ơi khủng thức dậy. Khủng ơi khủng ngủ hoài. Hết okay. À. Một hơi mà mình mẩy cát không mà nổi đánh cho mà coi. Khó nè. Nè để đánh đánh cho. Để đánh cho. Phải con mày không mày đánh. Tao phải. Vậy hả? Nói nè. Mua bánh cái gì đó. Nó ngọt đi nó nửa quen. Bánh vụ nó ngọt ngọt chứ kêu bằng mẹ luôn ha. Rồi có kêu mẹ luôn. Sẵn clip này cho bà con biết luôn rồi chị Phụng có giấy phải không chị Phụng? Có. Để mọi người hiểu và thông cảm cho chị Đại nha mọi người ơi. Nhiều khi bà con không hiểu rồi tại sao mà quay nhỏ này. Thì nói chung thì vợ chồng cũng hoàn cảnh cũng khó khăn. Khổ nữa nha, không có nhà cả. Với thêm cái là chị cũng không có được may mắn như là bao nhiêu người khác. Cho nên mà mọi người có xem clip mọi người thông cảm. Nói chung cũng trên mạng thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều lắm. Nhiều clip à. Ừ. Không phiền rồi, phải lấy phiếu bụng đây. Nhà mình khó khăn nữa. Khó khăn nha. Biết, chứ thấy không? Mới mất tiền ra mà thang nó không tiền cho nó cũng. Clip khác mà y con biết mà. Đi ra đi. Con biết. Dám đuổi mà mày. Kiên cố. Kiên cố riêng. Tiền cố đó là tiền cố. Khác riêng. Đó là tiền cố ha. Tiền cố rồi. Con ra. Không có tiền xài là riêng ha. Ừ.
lá cây luôn, đừng có nói là khoảng 2 cây luôn, đừng có 1 cây. Ta nói bán bao nhiêu được thì bán, lấy ít ít bán được rồi, đừng có lấy cái bên mông thiên địa đó rồi ôm tôi đó. Không ôm đâu. Không có tiền ôm. Nè nè nè. Mới cứu. Nè nè, nói chuyện với tôi mà nè nè. Mới cứu á, mới cứu giúp đỡ á, cứu rồi nè. Nè, chỉ nè, thằng Đức mày lớn đó, mà nói chuyện với nó mà mày tao cũng không chịu nữa đó, thằng đó đó. Đức à. Thôi ngồi lo ở đây đi. Lo đi. Lo đi bấm tiền mà. Nuôi mẹ công mà. Cầm gửi rồi. Kiếm tiền là nuôi mẹ chồng hả? Bớt ra cầm gửi rồi. Tôi bảnh tôi cũng khổ không chết luôn vậy đó. Mà nó bên đây là tôi bữa bảnh là nhiều khi thấy con bên đây không biết nó ăn uống sao. Cũng phải nấu đồ phải kêu nhô qua bảnh lấy bên nhiều. Chồng thương vậy rồi, tội gì nữa. Ủa, chị biết nấu đồ ăn ngon lắm kìa quá. Chị nó ngon. Ngon mà. Thuốc. Nè 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 nè. Đây nè, anh biết trơn làm nước ăn luôn rồi. Hai đợt nè, ở đây hai đợt nè. Nói mà chỉ được mặt người ta làm chi vậy? Quýnh luôn. Quýnh này. Quýnh này, quýnh tao hà, quýnh nè. Quýnh này nè. Vậy hả? Ủng hộ luôn à. Tao ủng hộ nè, tao quay gì nè, tao ủng hộ tiền cho mày xài, mày có tiền mày bán với số mà mày đâu quýnh luôn hả? Quýnh luôn. Quýnh rồi ạ. Bỏ qua thôi cơ. Biết nha. Quýnh rồi, quýnh rồi. Quýnh rồi, quýnh rồi. Quýnh nói này nè. Quýnh nọ này luôn đúng không? Ngủ ngủ đó. Bịt trái đó. Làm gì vậy? Bịt trái đó. Đang ngủ bịt trái đó. Trời ơi. Bà lúc hoài vậy. Bậy mẹ. Vô lít hoài vậy, vô lít hoài vậy. Đâu có đâu. Vô lít hoài nè. Đâu có. Đúng là chị Đại mà. Bó tay chị Đại mà. Chị Đại có giấy mà. Có giấy tờ luôn hả? Có giấy tờ, đâu sợ ai. Anh nói anh nghe. Mình đi đi vùng kim cho mất không nổi nữa luôn mà. Đứng đâu bà ông nội ơi. Tụi em kim đâu qua đi vùng kim á. Tụi em kim là không nổi nữa luôn mà. Không nổi nữa luôn. Cơ gì luôn á. Hay là đầu quá nhất đi. Nè tóc lên đẹp ha. Đẹp nhá. Dọn á, cái dọn không? Có dọn không kìa. Dọn qua rồi đó. Dọn đi sạch sẽ. Sạch sẽ mẹ chồng thương sạch mà. Sạch sẽ lại gần thơm tho được rồi, đừng có để cho hôi gình thối. Có à, có dầu thơm kìa. Có thơm. Thiêu. Ở về đây đụng hai lần rồi đó. Ừ. Mẹ biểu ai? Mẹ biểu ai rồi à. Là mẹ biểu cho 20 ngàn kìa. Kêu mẹ đi, mẹ cho tiền. Cho tiền đi, cho tiền con đi. Cho tiền trước đi. Cho mẹ đây, cho tiền mà. Sao? Đất. Kìa kìa, mẹ móc giấy 500 luôn kìa. Chuyện mẹ đây có hai cục uống cà phê nè. Chuyện mẹ đây. Kìa, kìa con. Đây, kìa con. Đầu cái đó bây giờ á. Xuống đây con. Chuyện mẹ đây. Chuyện mẹ đây. Chuyện mẹ đây. Mẹ. Trời ơi. Không luôn, không luôn. Không mẹ luôn. Không luôn. Không luôn, không luôn. Không luôn. Cái kiện. Trời ơi. Mẹ rồi đó, rồi vậy đó bớt. Rồi rồi đó bớt. Được rồi đó phải không? Chuyện mẹ rồi đó bớt. Nó mua bánh vụ ngọt nào đi. Mua chuyện mẹ à. Quen rồi. Thế chị Đại vậy, tuy là như vậy nhưng mà rất là thương con của anh Long á. Thương mẹ hả? Ừ. Cũng lo chu đáo cho gia đình. À, chị biết lo ha. Chứ chị đâu có được bình thường đâu, không bình thường. Nói gì, có nhiều người còn tại như chị nữa mà. Thấy vậy là cũng ổn rồi đó. Ổn tập từ rồi từ đó. Tập từ từ Út ơi. Từ từ quen à. Sạch sẽ rồi ha. Mua dầu thơm rồi. Hôm nay có em mua bánh hỏi phải 20 ngàn bạc. Nó mua cái dầu để tủ vậy để cho nó sức. Nó mua có em mua cái phật đó 20 ngàn bạc. Bữa trang điểm cái mỏ đó chót ai trang điểm vậy? Bà ở đâu á? À, chứ không phải chị hả? Không phải. Là đồ trang điểm của chị hay của ai? Thì vừa thôi. Ở nay không đi không, trang điểm lại rồi đi uống cà phê. Vậy hả? Uống cà phê cũng trang điểm hả? Mà. Đó. Chị trang điểm luôn hả vậy? Ai biết đâu đó. Chị Đại, chị trang điểm luôn hả? Trang điểm, Đại Phân nữa. Trời, đã vậy?